Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc, tuy nhiên lại suy yếu rất nhanh. Do vậy, ngày hôm qua ở Bắc Bộ mưa đã giảm, không khí khô ráo hơn và nhiệt độ tăng nhẹ. Đến ngày hôm nay thì mưa chỉ còn xảy ra một vài nơi vào sáng sớm ở khu vực phía đông Bắc Bộ, kèm theo đó là hiện tượng sương mù xuất hiện nhiều nơi, trời không quá lạnh. Đến trưa chiều, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc trời hưởng nắng nhẹ. Khối khí lạnh suy yếu nên các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung nằm ở phía bắc của đèo ngang, ranh giới giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình chỉ còn có mưa nhỏ ở một vài nơi và sương mù nhẹ vào đêm và sáng sớm. Đến trưa chiều sương tan, trời chuyển nắng. Không khí lạnh hầu như không có tác động gì đến các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến phía Nam. Nên ngày hôm nay tại các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ trời có nắng sớm, còn ở khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng gắt và khu vực miền Đông Nam Bộ cũng như là thành phố Hồ Chí Minh có nắng nóng. Thưa quý vị, ngày hôm nay ngày lễ tình nhân, bên cạnh những món quà dành cho người yêu, nhiều đôi bạn trẻ đang tìm đến những địa điểm lãng mạn để tận hưởng những khoảnh khắc đầy ý nghĩa. Và sẽ thật là thú vị khi mà những đôi lứa yêu nhau có thể tận hưởng giây phút lãng mạn tại thành phố đầy thơ mộng Đà Lạt. Do ảnh hưởng của độ cao và rừng thông bao bọc, Đà Lạt mang nhiều đặc tính của miền ôn đới. Chính vì vậy mà thời tiết tại Đà Lạt gần như mát mẻ quanh năm. Hiện nay thì mặc dù đang trong giai đoạn mùa khô, nhưng nền nhiệt độ tại Đà Lạt vẫn ở mức khá dễ chịu, từ 14 đến 24 độ. Đến với Đà Lạt, những đôi bạn trẻ đang yêu hay các cặp vợ chồng có thể cùng nhau đi đến thung lũng tình yêu, một trong những thắng cảnh thơ mộng nhất tại Đà Lạt, cách trung tâm thành phố khoảng 6 km về hướng Đông Bắc. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thời tiết các vùng du lịch khác trong đất liền và hải đảo vào ngày mai. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu nên tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc Bộ, thời tiết chỉ có mưa một vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời vẫn còn nhiều mây và rét. Tại Điện Biên có mức nhiệt độ từ 20 đến 27 độ với độ ẩm 80%, còn tại Sapa, nhiệt độ về đêm 12 độ có ban ngày 15 độ với độ ẩm 90%. Tại khu vực Tam Đảo có mức nhiệt độ từ 12 đến 15 độ, độ ẩm 95%. Sang ngày mai, thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ cũng có mưa rải rác. Cụ thể, tại Hà Giang có mưa rào nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 20 độ, độ ẩm 95%. Tại Vịnh Hạ Long không mưa với mức nhiệt độ từ 16 cho đến 20 độ, độ ẩm 90%. Còn tại thành phố Hải Phòng có mưa nhỏ, nhiệt độ thấp nhất về đêm 16 độ, có ban ngày cao nhất 20 độ với độ ẩm 90%. Lớp cao lệch lục địa suy yếu cũng gây ra hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ rải rác cùng với mưa vài nơi vào sáng sớm cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến khu vực Thừa Thiên Huế. Trưa chiều trời giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Cụ thể, tại Sầm Sơn, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm 85%. Tại Phong Nha Kẻ Bàng có mức nhiệt từ 19 đến 25 độ, độ ẩm 85%. Tại thành phố Huế, nhiệt độ phổ biến từ 20 đến 25 độ, độ ẩm 80%. Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, thời tiết khá ổn định, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Cụ thể, tại Đà Nẵng, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm 75%. Tại Hội An có mức nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm 75%. Còn tại Bà Nà, nhiệt độ về đêm 22 độ, ban ngày 27 độ, độ ẩm 75%. Các địa điểm du lịch biển Nam Trung Bộ ngày mai trời mát mẻ và không mưa. Cụ thể, tại Nha Trang có mức nhiệt từ 24 đến 29 độ, độ ẩm 75%. Tại Mũi Né, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm 70%. Còn tại Vũng Tàu, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm 70%. Ngày mai tại Tây Nguyên không mưa, đêm và sáng trời se lạnh. Tại Pleiku có mức nhiệt từ 16 đến 29 độ, độ ẩm 60%. Tại Buôn Ma Thuột, nhiệt độ duy trì ở mức 19 đến 32 độ, độ ẩm 55%. Tại Đà Lạt, nhiệt độ về đêm 12 độ, ban ngày khoảng 25 độ với độ ẩm 55%. Khu vực Nam Bộ ngày hôm nay sẽ tiếp tục một ngày nắng mạnh với nền nhiệt ở mức cao. Các tỉnh miền Đông và khu vực thành phố Hồ Chí Minh trời nắng nóng cùng với độ ẩm không khí xuống thấp khiến thời tiết càng trở nên ngột ngạt. Cụ thể, tại Tây Ninh có mức nhiệt từ 25 đến 37 độ, độ ẩm 40%. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm 65%. Còn tại U Minh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm 65%. Trên khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau ngày hôm nay có mưa một vài nơi với gió đông bắc mạnh cấp 5, biển động nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km. Cụ thể, tại Côn Đảo, trời không mưa với mức nhiệt từ 26 đến 29 độ, độ ẩm 75%. Còn tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, thịnh hành gió đông bắc đến đông mạnh cấp 3, cấp 4. Tình trạng biển bình thường, thời tiết biển khá tốt, có mưa rào nhẹ ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Trong đó có đảo Phú Quốc không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm 60%. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết du lịch ngày hôm nay. Chúc quý vị có những chuyến đi chơi vui vẻ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.